Anh Minh cúng vịt hả anh Minh? Cúng vịt. Hồi đem máy không? Hồi cúng đây nè. Cái này là ba con ha, một con anh. Hồi cúng ở đây nè. Biết rồi. Này giống ba con ha. Hồi ngoài đây cúng nữa. Vậy là trùng nữa rồi. Rồi con chào cô ha. Con giống con thấy giống như là một món này, đồ chua. Đồ chua. Gỏi lỗ tai heo. Gỏi chua. Tôm rồi. Nhìn rất hèo. Nó sụp sụp sạch. Sụp sạch. Đặc biệt là lần nào cô cũng lên thì có đậu phộng với cái hành phi này nha. Trời ơi, nhà cô lên nấu đám mà. Dạ, nó nấu đám rồi cô nó mua hành phi nó mua lần hả? Cả chục ký. Dạ. Nhưng mà kỳ này cô lên cô hết buồn chuyện hôm trước chưa? Hết rồi con. Hôm nay cô cũng qua rồi, cả đã cái mọi hành vị luôn rồi, buồn gì nữa. Dạ. Mà con đang buồn giả mọi. Không phải hôm trước cô buồn gì cái chuyện kia kìa. Dạ. Nói cô thì đem đồ thiêu đồ thúi xuống cúng cho nên cô bực. Đó cái chuyện đó anh. Nhưng mà con nghĩ thì mình đừng có buồn nữa cô. Tại vì cậu biết là được. Bữa nào cô rảnh là cô nướng cá lóc á. Dạ. Cá lóc á. Nói cho chung là ai nói mình đặt như lần tại sống. Con nghĩ là ở đây là có chén có đồ cho nên cô không đem. Dạ. Mà hồi nãy sau mua cái này không mà quên mua chén nữa chứ. Chén bây giờ đem đi hết rồi cô ơi. Nói chung bây giờ sống dùng tâm đi cô ơi. Con nghĩ là bây giờ chắc là cúng cậu theo phương pháp là giải chiến cô ơi. Cúng vậy đi. Dạ. Mang dao nè, heo nữa. Cô đâu cô? Hả? Cô đâu rồi? Nhà hàng Phương Nam. Cô hay đến lắm á. Buồn quá. Mẹ của chủ nhà hàng đúng không cô? Cô mẹ của chủ nhà hàng. Con cô nó nấu chứ cô không có nấu. Hình như trong kia còn bánh nữa sao á. Bánh đâu còn bọc con đâu còn cái bọc không. Ủa vậy cái bịch bánh kia đâu rồi? Bánh là bịch gì? Bánh gì cô? Bánh ít hả? Không có, bịch bánh là bịch kẹp để chắc ai ăn rồi. Ủa, hay là nhiều khi người ta tưởng. Đúng rồi, còn bịch bánh kẹp. Bánh kẹp dài. Ở đâu anh? Anh bỏ trong đây chắc khán giả hốt. Để trong cái vỏ chứ. Hồi nãy con thấy vàng vàng đúng không cô? Rồi vậy là cô đem thuốc với nè anh. Đem em con sợ con đem bỏ trong đó luôn á. Bỏ con còn nhắc anh nhớ nhìn nha để chút cô lại không còn gì để cúng nữa đó. Cái này lát nữa là lẳng một với con. Luôn rồi chẳng ngại. Tại vì đem hai món vậy còn có món. Ba món. Không có sao. Món này với món kẹp. Bia nữa. Bia còn con bia thuốc 4-5 món rồi á. Sáng giờ chắc cậu ăn no quá rồi. Cậu cũng no dữ lắm. Mình bỏ cái đũa lên cho cậu gấp cô. Đúng không? Hợp lý không? Chứ... Đang cúng xong chưa? Có đâu còn, chưa coi. Có cái dĩa mà mình cúng sao cũng được. Xong, bây giờ mình lấy mấy cái bánh tráng mình để lên trên đi. Làm khéo cái này nó gấp nó. Không con đổ cái xù á. Con bưng là bà cô yên tâm. Rồi em để em nhìn. Ý anh nói là anh chuyên nghiệp đó cô. Để coi thử là anh có bị mắc không nha. Cái này chính là anh. Dạ. Trời. Ủa sao bưng cái nhẹ dữ vậy? Vậy em bưng cái này để anh bưng cái kia cho cô. Dạ. Cái này bỏ vô đây. Khoan để cô chẻ ra đi để hơi mà rồi. Hơi rồi. Có rau răm rồi hả cô? Ngon quá. Rau răm rồi thôi thì tụi con cúng xong tụi con xúm nhau ăn nha không? Dạ. Cô cúng xong cô đi về. Rồi, bữa nay cô có nấu không? Bữa nay cô có nấu không? Mấy bữa nay nấu liên tục luôn. Dạ. Mà bữa nay là không có nấu. Bữa nay nên cô rảnh cô lên. Ủa có nấm mối hay cô? Nấm mối này bán 700.000 ký. Ôi ơi ngon vậy. Ôi này lên dữ ha. Hồi đó như là có mang từ con nhớ 700 mà đầu tháng 7 mới có. Ôi này 700.000. Rải cô nó đi nhậu nó. 700.000 một ký hả cô? Nay bỏ nhà hàng á. Dạ. Bỏ mấy nhà hàng á. Dạ. Nó mua 700 ký. Vậy là vô lô nhỏ ha. Nó đi vô lô nó rải cô nó giỏi lắm. Hả nấu đám thì nó nấu. Mà hả ấy thì nó đi nhậu nó đi nhậu nó mối. Dạ. Mà đến cầm cho. Nó mối giỏi lắm. Biết sao không cô, cái nấm mối là phải cái người nhẹ nhẹ bông vía đúng rồi là mới nhổ được nha. Con cô nó đi hả, có khi đêm nó bán 700 triệu bạc chứ con nghe nói là nặng bông vía là tìm hoài không ra.
nó như ma vậy đó, không hợp là không muốn. Đúng rồi, đúng rồi. Cô xuống đây cái cô cúng cái quay lên cái con cô nó về nó la cô nó đấy. Đi đi đi, đi xuống dưới à, bả xàm bả láp. là con cô ha cô. Là cô, trai cô, hai gái cô. Năm đứa trai bằng con bằng nhau vậy. Vậy là trai hết luôn. Dạ. Có bốn đứa bằng nhau. Dạ. Đứa ghế Úc bữa là ghế Úc cô là ba. Dạ, vậy là năm người. Mấy tuổi rồi? Ghế Úc cô á. Dạ, Úc là ba mấy hả cô? Úc cô là tuổi cọp là ba mấy tuổi, hai đứa con. Tuổi cọp là và... cao ráo đẹp gái lắm. Năm nay là 38 phải. Cúng xong cái lát rồi tụi con cúng xong rồi tụi con ở đây sống nhau rồi đem lại lên chỗ mát nè. Dạ. Anh em ăn. Cô hứa với cậu là cô phải xuống chứ cô không xuống cho chuyện không có được. Lát nữa là đặng con mượn cái tô của đằng đó. Dạ. Đằng đó có tô á. Trời ơi, cái bữa mà 100 ngày cô tính xuống chứ. Dạ. Cô xuống cực hay không? Mà đông lắm. Đông quá. Đông lắm. Mình như xưa khi mà xuống mình cũng không được, mình chờ lên tốn thời gian của mình cô. Có hôm bữa đó là nhiều cô bác gửi con cúng chứ chờ lâu quá, không có tới lượt cúng được. Quá trời, quá đông. Bữa đó đông. Đông lắm. Thấy sao? Sao giờ không xin, sao xin nhau 100 cái đơn xin để cái đạt cho cậu sao không xin? Cái đó gì cũng khó cô, tại vì ông chủ tịch ông nói là ai cũng vậy hết thôi. Dạ ai cũng phải vậy chứ không có xin được. Nếu mà xin được thì tụi con cũng xin rồi. Xin không được. Giờ dở ra nắng thế à. Nắng giờ ghê. Mà dù che cũng không được à. Nói chung là bây giờ ta đã quy định hết rồi cô ơi. À nắng người ta cũng nắng đấy mà. Bây giờ đồ nó héo hết rồi ấy rồi. Cũng phải chịu thôi. Bây giờ thương thì đến thắp cho cậu một cây nhang à. Cô nhớ cô đem cái dao theo á. Dạ. Chứ hôm qua là người ta đã thu lại hết rồi, người ta không cho đem ra đây nữa. Chén, bát, đũa, muỗng, nói chung là ghế gì người ta thu hết. Ta chừa là chỉ có mấy cái đèn năng lượng thôi. Ủa cái này một cái hả? Hai cái? Cái nãy chắc hai cái rồi. Cái này hai cái rồi. Hai cái hả? Dạ. Rồi. Lấy ra người đấy. Này cô. Cô ăn luôn cô, cô muốn nha cô. Này cô, tách rồi này cô. À, cô ăn luôn không? Không, cô không ăn. Đó. Rồi. Cái này bưng vô thôi cô. Cái này là coi ai ăn xong cái rửa. Mình tái sử dụng được luôn. Xin người ta một cái này nè con, rửa cái cho bỏ nước mắm vô. Dạ. Là mấy cái chai xà bông rồi. Bỏ vô giỏ đi cô đi đưa đường giờ cô về bỏ sọt rác. À mình cũng vô đó con. À bưng vô con. Cẩn thận nha. Được không? Không có đỡ này con. Một tay không có được. Đừng nhẹ cái này nó dách nó. Được không? Được không con? Được đi không? Nguy hiểm quá. Bỏ lại người ta. Gì ghê vậy em? Vô. Đến đây thì 15 m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em chào con. Ủa cái này mình để đâu? Cũng giải chiến vậy luôn hả? Hả? Ở đây là có tôm giờ cũng giải chiến cho cậu về luôn tại hết bàn rồi. Với leo, đúng chị.